Putin tung chiến thuật vạc dầu, kinh điển, phá hủy phòng tuyến Ukraine, phương Tây lao đao theo. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang, Nga đã triển khai một chiến thuật quân sự mang tính biểu tượng vạc dầu, phương pháp bao vây, siết chặt phòng tuyến của Ukraine, khiến đối thủ không thể phản kháng hoặc rút lui. Chiến thuật này đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả, đặc biệt tại những điểm nóng như Vureda, nơi Nga đã tạo ra áp lực vô cùng lớn lên các lực lượng phòng thủ Ukraine. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu mất niềm tin vào khả năng của Ukraine, trong khi tâm trạng u ám và lo lắng lan rộng trong các quốc gia đồng minh. Một tương lai không chắc chắn đang chờ đợi Ukraine và phương Tây, khi Nga ngày càng tiến xa hơn trong cuộc chiến khốc liệt này. Chiến thuật vạc dầu của Nga từng bước siết chặt phòng tuyến Ukraine Chiến thuật vạc dầu của Nga đã nổi lên như một yếu tố chủ chốt trong cuộc chiến tại Ukraine, tạo ra những ảnh hưởng lớn cả về quân sự lẫn tâm lý. Đây là phương pháp bảo vệ khép kín với mục tiêu cắt đứt hoàn toàn mọi nguồn tiếp tế và viện trợ của đối phương, khiến lực lượng phòng thủ rơi vào thế cô lập và không còn được lui. Một khi bị giam hãm trong cái vạc dầu này, quân đội Ukraine chỉ còn hai lựa chọn hoặc là đầu hàng hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Điểm đặc biệt của chiến thuật này không chỉ nằm ở việc gây thiệt hại vật chất mà còn là sức ép tinh thần khủng khiếp khi bị bao vây từ mọi phía và không có đường rút lui, quân đội phòng thủ sẽ bị đẩy vào trạng thái tuyệt vọng, suy giảm tinh thần chiến đấu. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi đối phương không chỉ mất khả năng tiếp nhận lương thực, vũ khí mà còn bị cắt đứt liên lạc với các đơn vị hỗ trợ khác. Kết quả là phòng tuyến sẽ sụp đổ nhanh chóng dưới áp lực kép của sự cô lập và sự tấn công liên tục từ phía quân đội Nga. Trong những ngày gần đây, chiến thuật vạc dầu của Nga đã được áp dụng tại thành phố Vurida, một điểm nóng quan trọng trong chiến trường quân đội Nga từng bước tiến hành bao vây thành phố, ngăn chặn gần như toàn bộ các nguồn tiếp tế từ bên ngoài, tạo ra một thế trận khép kín. Mỗi ngày trôi qua, vòng vây này càng trở nên siết chặt, khiến cho lực lượng phòng thủ Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ vị trí của mình. Các tuyến đường hậu cần quan trọng dần dần bị kiểm soát, khiến cho nguồn lực ngày càng cạn kiệt, đẩy quân đội Ukraine vào thế trận vô cùng hiểm nguy chiến thuật vạc dầu không chỉ cho thấy sự tinh vi trong việc điều binh khiển tướng của nga mà còn phản ánh tính hiệu quả đáng sợ trong việc làm suy yếu khả năng phản công của ukraine với việc kiểm soát chặt chẽ các chuyến tiếp tế và tạo ra vòng vây khép kín nga đã buộc ukraine phải đối mặt với những tình huống không có đường lui làm lung lay không chỉ sức mạnh quân sự mà cả tinh thần chiến đấu của đối phương VUDEDA pháo đà, đài bất khả xâm phạm hay cái bẫy tử thần Vureda không chỉ đơn thuần là một thành phố mà còn là một trong những pháo đài chiến lược quan trọng của Ukraine trên chiến trường. Được biết đến với các tòa nhà cao tầng được xây dựng từ thập kỷ 1960, Vureda sở hữu nhiều lợi thế phòng thủ tự nhiên nhờ vào độ cao vượt trội so với các khu vực xung quanh. Các tòa nhà cao tới 27 mét không chỉ mang lại tầm nhìn bao quát cho phép lực lượng phòng thủ dễ dàng quan sát và kiểm soát chiến trường, mà còn là những lá chắn vững chắc bảo vệ quân đội Ukraine khỏi các đợt tấn công dữ dội từ phía nga tuy nhiên chính lợi thế này cũng trở thành điểm yếu chết người của voreda đối diện với một đối thủ áp dụng chiến thuật vạc dầu đầy tinh vi thành phố dần trở thành một cái bẫy chết chóc cho lực lượng phòng thủ thay vì tấn công trực diện vào các tòa nhà kiên cố quân đội nga đã lựa chọn bao vây thành phố một cách tử tốn nhưng hiệu quả chiến lược của nga nhằm cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế của ukraine khiến voreda dần bị cô lập hoàn toàn sự tinh quái trong chiến thuật vạc dầu của nga không chỉ nằm ở việc làm suy yếu nguồn lực vật chất mà còn đánh vào tinh thần của quân đội Ukraine, khiến họ dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong vòng 3 tuần ngắn ngủi, quân đội Ukraine tại Vureda đã bị đẩy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ còn duy nhất một tuyến đường tiếp tế dài 6,5 km giúp họ duy trì nguồn lực. Nhưng ngay cả tuyến đường sống còn này cũng đang bị Nga kiểm soát gần như hoàn toàn. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái và các hệ thống pháo binh hiện đại, Nga đã răng một cái bẫy không lối thoát, dần dần siết chặt vòng vây quanh thành phố. Việc Voreda có thể duy trì vai trò như một pháo đài kiên cố hay trở thành cái bẫy tử thần đối với quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của họ trong việc bảo vệ chuyến tiếp tế mong manh còn lại. Nếu tuyến đường này bị sụp đổ, Voreda không chỉ trở thành điểm yếu chí tử mà còn có thể mở đường cho sự sụp đổ toàn diện của phòng tuyến Ukraine tại khu vực Tây Nam Donetsk. Với thế trận vạc dầu mà Nga đang từng bước thực hiện, Vureda đang dần mất đi lợi thế của một pháo đài kiên cố và trở thành một tử địa không lối thoát. Nga tận dụng tối đa chiến thuật vạc dầu, bước đi chiến lược khiến Ukraine lâm vào thế hiểm. Chiến thuật vạc dầu không còn xa lạ với quân đội Nga, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine ngày càng leo thang. Trong những năm gần đây, Nga đã áp dụng thành công chiến thuật này tại nhiều mặt trận quan trọng như Bakhmut và Abdiivka. Đây là một phương pháp chiến tranh tinh vi, không chỉ tấn công quân sự mà còn gây tổn hại lớn về tinh thần cho đối phương. Giờ đây, cùng chiến thuật ấy được Nga triển khai tại các chiến trường nóng bỏng khác như Vureda và Pokrov với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Điểm đã chú ý của chiến thuật vạc dầu nằm ở việc bao vây chặn đứng mọi tuyến đường tiếp tế và nguồn lực hỗ trợ cho lực lượng phòng thủ. Sau khi giành được các vị trí chiến lược ở Prestistica, quân đội Nga nhanh chóng tiến lên phía tây của Volodya, thiết lập cơ sở vững chắc cho các đợt tấn công tiếp theo. Điều này không chỉ giúp Nga từng bước cắt đứt nguồn cung cấp quan trọng của Ukraine, mà còn gây áp lực mạnh mẽ về mặt tâm lý lên lực lượng phòng thủ. Không chỉ là một cuộc tấn công quân sự thông thường, chiến thuật vạc dầu mang lại hiệu quả kép cho Nga. Việc bao vây cô lập từng khu vực không chỉ làm suy giảm sức mạnh quân sự của Ukraine, mà còn đánh vào tâm lý của quân đội đối phương, khiến họ rơi vào tình trạng hoảng loạn, suy sụp tinh thần. Khi không còn nguồn cung cấp lương thực và vũ khí, quân đội Ukraine dần dần mất đi khả năng chiến đấu, buộc phải lựa chọn rút đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Chiến thuật vạc dầu mà Nga đã áp dụng tại Vureda và Poklop không chỉ là một chiến lược quân sự hiệu quả mà còn là công cụ tâm lý mạnh mẽ. Các báo cáo từ mặt trận cho thấy quân đội Ukraine đang phải đối mặt với áp lực lớn từ các cuộc bao vây liên tục của Nga. Từng bước siết chặt, từng đợt tấn công dồn dập, Nga đang dần đẩy Ukraine vào thế cô lập hoàn toàn, buộc họ phải đối mặt với tình thế không thể có đường lui. Nga đã tận dụng triệt đề chiến thuật này để làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần. Mỗi bước tiến của Nga trên chiến trường đều được tính toán kỹ lưỡng, không chỉ tạo ra thế trận hoàn hảo mà còn gieo rắc sự tuyệt vọng và hoang mang trong lòng quân đội Ukraine. Đây là minh chứng cho sự hiệu quả và uy lực của chiến thuật vạc dầu trong việc định đoạt cục diện chiến tranh. Vuhledar mắt xích chiến lược của khu vực Donetsk. Vurida không chỉ là một điểm nóng trong cuộc xung đột mà còn là chìa khóa quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tây Nam Donets. Thành phố này đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát toàn bộ khu vực và nếu rơi vào Tây Nga, hệ thống phòng tuyến của Ukraine có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Điều này sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến sâu vào các thành phố quan trọng như Marinka, Kurskovo và Avdiivka, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Nga củng cố mạng lưới vận tải chiến lược, bao gồm tuyến đường sắt Donets. Volno và huyết mạch chính của khu vực. Trong hai năm 2022-2023, Nga đã hai lần cố gắng chiếm Florida nhưng không thành công. Tuy nhiên, lần này cục diện đã thay đổi. Do sự điều chuyển lực lượng của Ukraine sang các mặt trận khác, Nga đã tìm thấy cơ hội tốt hơn để tấn công Florida. Thay vì đối đầu trực diện, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật bao vây và cô lập, từng bước siết chặt vòng vây, khiến Florida bị cô lập khỏi các tuyến tiếp tế quan trọng. Nếu Nga thành công trong việc chiếm Florida, không chỉ khu vực Tây Nam Donetsk sẽ rơi vào tay họ, mà toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Donetsk cũng có nguy cơ bị phá vỡ, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine trong khu vực này. Nga tiến sát các phòng tuyến khác của Ukraine mở rộng chiến thuật và gia tăng sức ép Nga không chỉ dừng bước ở Vureda mà đang mở rộng chiến dịch quân sự của mình sang các khu vực lân cận như Pokrov và những mặt trận quan trọng khác Mục tiêu của quân đội Nga là phá vỡ các phòng tuyến then chốt của Ukraine, từ đó chiếm lĩnh các vị trí chiến lược và tạo ra những vạc dầu mới. Một chiến thuật đã được Nga áp dụng thành công để bao vây, cô lập và làm suy yếu quân đội Ukraine. Với từng bước tiến vững chắc, Nga đang siết chặt gọng kìm đẩy Ukraine vào tình thế ngày càng bất lợi trên chiến trường. Pokrov hiện đang là một trong những trọng điểm mà Nga tập trung lực lượng tấn công. Việc chiếm được khu vực này không chỉ cho phép Nga củng cố vị thế trên chiến trường, mà còn mở ra cơ hội kiểm soát các tuyến đường huyết mạch cắt đứt nguồn tiếp tế và hậu cần của quân đội Ukraine. Sự lan rộng của chiến thuật vạc dầu đang đặt phòng tuyến của Ukraine vào thế cô lập, buộc họ phải lựa chọn hoặc chống cự đến cùng hoặc đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong bối cảnh này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ phương Tây. Ông đã lên kế hoạch cho một chuyến thăm đến Mỹ nhằm kêu gọi thêm viện trợ quân sự và tài chính từ các đồng minh. Tuy nhiên, ngay cả những nhà quan sát ủng hộ Ukraine nhất cũng bắt đầu tỏ ra hoài nghi về khả năng Ukraine có thể đáp trả hiệu quả trước sức ép ngày càng lớn từ phía Nga. Khả năng để Ukraine xoay chuyển tình thế hiện tại ngày càng trở nên mong manh khi Nga liên tục mở rộng quy mô tấn công và củng cố chiến thuật của mình. Trong khi đó, thời gian đang dần trở thành kẻ thù của Ukraine và không có gì chắc chắn rằng phương Tây sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và phức tạp. Phương Tây đối mặt với áp lực gia tăng, căng thẳng giữa tiếp tục hỗ trợ và tìm kiếm hòa bình. Cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ đặt gánh nặng lên phía Kiev mà còn gây áp lực lớn cho các quốc gia phương Tây. Từ Mỹ đến Châu Âu, các nhà lãnh đạo đang ngày càng chia dễ về cách tiếp cận phù hợp trong việc đối phó với Nga. Một số chính phủ và quan chức mạnh mẽ ủng hộ việc tiếp tục cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine với mục tiêu giúp nước này đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập từ phía Nga. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo khác lại lo ngại về sự leo thang không kiểm soát của cuộc chiến và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình để tránh những hậu quả thảm khốc tiềm ẩn. Sự chia rẽ này đang ngày càng rõ nét khi áp lực đối với các nước phương Tây tăng lên. Mỗi lựa chọn đều mang theo những hệ lụy khó lường. Việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine có thể kéo dài xung đột, làm tiêu hao tài nguyên và đẩy căng thẳng với Nga lên một mức nguy hiểm hơn. Ngược lại, việc kêu gọi hòa đàm có thể bị coi là dấu hiệu của sự nhượng bộ làm suy yếu vị thế của phương Tây và Ukraine trên bàn đàm phán. Cựu Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oresti Arestovic, đã đưa ra một dự báo đáng lo ngại về tương lai gần của cuộc chiến. Ông cảnh báo rằng nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá, Ukraine phải đối mặt với một hiệu ứng quả cầu tuyết trong vòng 3-4 tháng tới, khiến toàn bộ mặt trận sụp đổ trước sức ép từ Nga. Arestovic đặc biệt nhấn mạnh rằng không chỉ Vureda mà nhiều phòng tuyến khác của Ukraine cũng đang đứng trước nguy cơ bị đột phá khi Nga tiếp tục mở rộng quy mô tấn công. Trước bối cảnh này, phương Tây phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, tiếp tục đổ thêm nguồn lực vào cuộc chiến hay tìm kiếm con đường hòa bình, bất chấp rủi ro về vị thế chính trị và an ninh. Cả hai lựa chọn đều mang theo những hệ quả sâu rộng, không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn định hình tương lai của châu Âu và quan hệ quốc tế. Sự bế tắc của Ukraine trên chiến trường đã làm dấy lên mối lo ngại ngày càng lớn trong giới lãnh đạo phương Tây về khả năng của Kiev trong việc giành chiến thắng. Những hy vọng ban đầu về một cuộc phản công thành công đang dần nhặt phai khi ngay cả các đồng minh lớn như Mỹ và Anh cũng phải đối mặt với câu hỏi liệu hàng tỷ đô la viện trợ quân sự đã thực sự đủ để giúp Ukraine đảo ngược tình thế. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kastai Orangren thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc chiến này sẽ không sớm kết thúc và Nga có đủ tiềm lực để chiến đấu lâu hơn nhiều so với những dự đoán ban đầu của phương Tây. Ngoài vấn đề quân sự, Ukraine đang đối diện với một loạt thách thức nghiêm trọng khác. Tình trạng thiếu hụt bộ binh ngày càng trở nên nghiêm trọng khi cuộc chiến kéo dài làm suy giảm sức mạnh tác chiến của quân đội Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tấn công từ phía Nga không ngừng gia tăng cả về cường độ lẫn quy mô, khiến Ukraine khó lòng duy trì thế phòng thủ vững chắc. Các báo cáo từ chiến trường cho thấy rõ ràng quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì khả năng chiến đấu, đặc biệt khi thiếu thốn về nhân lực và nguồn lực. Cựu cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksi Aristovych đã cảnh báo về nguy cơ Ukraine sẽ phải chấp nhận đàm phán với Nga theo những điều kiện bất lợi. Nếu tình hình không có bước mà đáng kể, ông nhấn mạnh rằng nếu Kyiv không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường, phương Tây có thể sẽ giảm dần sự ủng hộ, buộc Ukraine phải đối mặt với thực tế phũ phàng về việc đàm phán hòa bình với Nga theo các điều khoản khó khăn hơn nhiều so với mong đợi. Những thách thức này đang đặt ra câu hỏi không chỉ về khả năng chiến đấu của Ukraine mà còn về tương lai của sự hỗ trợ từ phương Tây. Sự mất niềm tin dần dần của các đồng minh lớn đang tạo ra áp lực lớn hơn bao giờ hết lên Kyiv trong cuộc chiến không điển này. Nga củng cố vị thế, phương Tây đối diện nguy cơ leo thang hạt nhân. Khi Ukraine ngày càng gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, Nga không chỉ duy trì sức mạnh quân sự mà còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về khả năng leo thang nếu tình hình đòi hỏi. Mới đây, truyền thông Nga đã phát hành một video mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân vào London gây ra làn sóng lo ngại sâu sắc trên toàn cầu. Dù chưa có bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng thông điệp này được coi là lời cảnh báo rõ ràng tới phương Tây về hậu quả khủng khiếp mà leo thang quân sự có thể mang lại. Sự xuất hiện của video này không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn đánh vào tâm lý của các quốc gia phương Tây, khiến họ phải đối diện với viễn cảnh xung đột vượt ra khỏi biên giới Ukraine. Những hình ảnh mô phỏng sức tàn phá của một cuộc tấn công hạt nhân đã đẩy nguy cơ leo thang lên một mức mới, làm dấy lên câu hỏi liệu các nước phương Tây có nên tiếp tục can dự sâu vào cuộc chiến này hay không. Theo tờ Washington Post, dù các lệnh trừng phạt kinh tế gây áp lực lớn lên Nga, quốc gia này vẫn cho thấy khả năng duy trì cuộc chiến trong thời gian dài. Điều này làm phương Tây phải suy ngẫm lại về chiến lược của mình. Những tính toán ban đầu rằng Nga sẽ bị suy yếu và buộc phải rút lui dường như không còn phù hợp. Các nhà phân tích cho rằng, việc tiếp tục leo thang xung đột sẽ chỉ làm tình hình thêm phức tạp và đầy rủi ro. Phương Tây hiện đang phải đối mặt với một bài toán khó khăn: làm sao để ngăn chặn sự tiến công của Nga mà không đẩy thế giới vào một cuộc đối đầu hạt nhân? căng thẳng gia tăng, đồng nghĩa với việc các chiến lược của Mỹ và châu Âu cần phải được điều chỉnh để tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn, đồng thời duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine mà không làm xung đột lan rộng ra ngoài khu vực. Trước tình hình căng thẳng leo thang, nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình là điều cần thiết để tránh một cuộc chiến dài hạn. Tuy nhiên, cả Ukraine lẫn Nga đều chưa sẵn sàng nhượng bộ. Tổng thống Zelensky đã trình bày một kế hoạch chiến thắng trước các quan chức Mỹ nhưng có vẻ như phương Tây vẫn đang lưỡng lự về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự hay thúc đẩy hòa đàm. Theo các nguồn tin, Mỹ và Anh đang xem xét việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các tên lửa tầm xa, nhưng điều này có thể khiến cuộc chiến leo thang đến mức khó kiểm soát. Một số quan chức phương Tây lo ngại rằng nếu xung đột tiếp tục leo thang, nguy cơ chiến tranh hạt nhân sẽ trở thành hiện thực và điều này sẽ khiến toàn bộ thế giới rơi vào khủng hoảng. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên phức tạp và khốc liệt hơn với việc Nga áp dụng chiến thuật vạc dầu, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ toàn diện. Trong khi đó, phương Tây cũng phải đối mặt với nhiều áp lực về việc duy trì sự ủng hộ đối với kỳ ép khi mà chiến lược hiện tại không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tương lai của cuộc chiến này vẫn còn rất mờ mịt và cả thế giới đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ cả hai bên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hồi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo